này con đi làm vườn đấy. Lấy cả củ đi hai ớt. Mai mày có lấy cái cơm đi. Đi, thử đi. Thôi em cầm kia. Đi làm đi. Đi làm vườn với cái lỗ. Thôi hai cây to to này đi. Còn ớt xanh không lấy quá. Ớt đỏ, ớt cam thôi. Ớt bóng. Đây, chị ơi để vào đi. Mình bảo bố mẹ mình làm ớt bóng thì. Ớt bóng, cái hai cây kia đi. Cây này hết. Ô, một cỏ đây. Đấy ơi. Ở đây nhiều lắm. Cái cây. Ớt này nhiều. Nếu mà có thêm cà chua thì ngon rồi. Nhưng mà trồng cà chua. Ngày mai bảo bố mẹ trồng cà chua. Hết ớt rồi. Chặt đi. Đi đào củ gấu thôi. Ừ. Đi đi. Quả to nhất là quả gì? Thank you.
cùng xe nữa đấy. Mình chạm cùng luôn. Được quá. Hãy biết trồng rau. Bố là căn xem thôi. Bố bố trồng. Tốt thôi. Đi xem chỗ ấp chờ có rau. Lấy rau điện đi lấy cái túi lấy cho chị. Chỗ này lấy rồi. Thì súp lơ xanh quá, súp lơ trắng rồi nhỉ? Còn bốn cây nữa. Bốn cây nữa. Chị cái này cái bao nhiêu tiền? 8.000 một cái. 8.000 một cái à? Vâng. Các phim chụp ảnh nữa rồi. Một cốc không? Hay chân riêng. Tiền này cũng sẽ lấy 15 cái. Đây bao nhiêu tiền một cái? 3.000 một cái. 3.000 một cái à? 15 cái. Đây.
Đi vào đó. Đi đi ơi. Xong một cân đinh 10. Mai chở cho anh 8 tấm ấy. Chả đến kia chứ mà mang giống như căn bản là nó ấy lên này. Thank you.
kia, gần tôi như này. Thank you.
đó là cái này nè.
Thank you.
mình gói. Mình lấy thịt. Cơm nè. Ăn. Nó mỏ à. Cơm mà còn gì. Ngon anh cành nghe không ăn đi. Chèo có kèm gì ra. Chèo vào đây.